Xin chào các bạn, hôm nay mình giới thiệu các bạn một mẫu vật điện của nhãn hiệu là Vinalux. Đây, Vinalux là mình nghe tên chắc của Việt Nam sản xuất rồi. Đây nó có ký hiệu đây là 35381701. Đây. Thì cái mẫu vật điện này, cái ấn tượng đầu tiên của mình á là nó rất là gọn các bạn. Rất là gọn, các bạn hay cầm tay được nè, đây. Cầm tay thì ở bất kỳ một cái vật điện nào thì nó cũng có ba mục. Đây là on, off và cái này là on lamp, có nghĩa là vừa mở và vừa có đèn. Thì cái đèn thì đôi khi nó sẽ thu hút được con muỗi, và đôi khi vào các bạn sử dụng vào buổi tối thì các bạn sẽ thấy rõ những cái anh muỗi nhà mình mà các bạn đọc. Đây là cái nút mà bấm để các bạn kích hoạt chế độ điện lên cái vật nè. Đó. Và cái phần chui thì này rất tiện các bạn. Đây, phần chui thì các bạn thấy là đẩy ra đẩy vô. Như một số mẫu vật điện ngày xưa thì các bạn thấy là quặp qua quặp vô thì rất là dễ gãy. Đây các bạn đẩy ra đẩy vô thôi. Các bạn cắm thì các bạn hay là cắm trên cái ổ điện mình là cắm thẳng vô. Nhưng mà đôi khi á, mình nói các bạn là một số kinh nghiệm của mình, bữa mình cũng bị một cây vật kia. Đó chính là các bạn cắm cao quá thì khi mà nó đôi khi nó lung lay các bạn, nó lung lay thì nó sẽ bị rớt. Nó rớt xuống thì nó sẽ gãy cái chấu này thì rất là khó sửa. Và bây giờ kiếm một ông thợ mà để sửa cái về điện giật mũi này thì nói chung là cũng rất là khó kiếm. Tại vì sửa cái này thì nhiều khi người ta lấy bạn là cũng hơn 20-30 ngàn. Mà một cây giật mũi như thế này thì cũng là 70-80 ngàn rồi. Thì các bạn sửa 20-30 ngàn thì đôi khi các bạn không thích thì các bạn mua luôn cái giật mới. Thì mình thấy là cái giá trị kinh tế nó sẽ rất là cao hơn. Đây, nó có cái tem chống hàng giả, cái đồ máng này nè. Các bạn nên cắm điện nè, các bạn nên kéo ra nè, các bạn cắm điện. Và một trong những cái lời khuyên của nhà sản xuất là khi mà các bạn sạc thì các bạn bấm tắt hết nè, đẩy lên trên là on ha, các bạn đẩy giữa là tắt, nên tắt chứ đừng có để nút on thì nguồn điện nó vô thì nó không có tốt. Thì nhãn sản xuất người ta khuyên mình vậy, thì mình nghe đây thiết kế thì nó cũng có dạng cái gờ nè, mình đẩy lên đi xuống rất dễ. Đây mình đẩy lên giữa mà các bạn cắm vô thì mình khuyên các bạn nên cắm cái dạng mà ổ điện nó nằm á. Đây ổ điện nằm á, bạn cắm ở đây là lúc mà bạn cắm thì cái đèn đỏ nó sẽ ấy lên, khi mà nó gì chứ nó hết đỏ nó chuyển về xanh á thì là pin nó đầy, và lúc đó thì các bạn có thể là rút ra được rồi. Và đây là một cái tổng quan về cái vật điện của mình và những cái kinh nghiệm mà mình đã sử dụng một thời gian thì mình chia sẻ các bạn. Một vật mũi xài trung bình, nếu mà các bạn xài đều đặn này nọ thì các bạn nhớ sạc nha, đừng có bỏ lâu quá. Mà không sạc thì nó sẽ rất dễ bị hư. Và một cái vật mũi mà bạn xài trung bình thì chắc khoảng là được 4-5 tháng, nhưng mà bạn nào xài kỹ thì sẽ được hơn. Đây, rất cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu có bất kỳ chia sẻ hay bình luận nào thì các bạn cứ comment ở dưới video cho mình biết nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn. Bye bye. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món gà nấu curry. Đây là hai em gà đã được làm lông sạch sẽ. Đó. Một bé. Cái này thì mình nhờ ở người ngoài làm đó bạn. Nhờ cái dịch vụ tôi làm thì một con là khoảng 20-30 ngàn đó bạn. 20 ngàn một con đó bạn. Tôi sẽ làm, người ta sẽ cắt tiết rồi người ta sẽ làm lông sạch sẽ đó. Rồi cái bộ đồ lòng á thì người ta vẫn còn để trong cái con gà nè đó, người ta để cho mình, nó rất tiện lợi đối với các bạn như là không có biết giết gà giết vịt, hay là không có biết cái cách mà làm cho nó nhanh gọn nhẹ, thì các bạn nhờ những cái dịch vụ này thì rất là tiện. Các bạn thấy không, người ta nhổ rất là kỹ các bạn, nhổ rất là kỹ. Nếu mình có thời gian ở nhà mình làm thì cũng đỡ tiết kiệm được mấy chục ngàn, nhưng mà đôi khi nó sẽ rất mất thời gian, mà nhiều khi nó cũng không có sạch như người ta nữa, nó chuyên nghiệp. Đây là huyết hả ba? Huyết hai bé để hai dán giờ, các bạn thấy không? Cúng tín nên nó đủ giờ. Đó. Các bạn rửa nhẹ lại bằng nước xíu nè.
còn một số lông nó còn dính trên cái màu hả ba. Mình nặng gì ba? Mũi. Dạ. Nặng lỗ mũi. Dạ. Mình nặng lỗ mũi nó ra. Để lấy gì ra ba? Chích nhầy, chích cái nhớt. Dạ. Cách mình nặng là sao ba? Cách mình nặng là sao? Bớt từ trong phía mắt ra ngoài. Dạ. Vậy đó. Dạ. Dạ. Dính cũng rất là chặt nha. Cái này thì thường cái lúc mà ta làm khi mà ta lấy ra luôn không ba? Thì có người ta để ta ăn luôn, nhưng mà này mỡ gà nó cái da nó mỡ rồi. Dạ. Bỏ bớt phần hai miếng mỡ hai bên. Cái đó là một cái này là mỡ không ba? Ừ. Vàng vàng này không ba? Mỡ nha. Đối với một số bạn dư cân á thì họ bỏ, với lại nó đối với một số cô bác lớn tuổi thì không có nên ăn nhiều mỡ, nhất biết là cái mỡ gà nè, mỡ gà mỡ vịt. Một con gà này là khoảng 2 kg mấy không ạ? 2 kg rưỡi. 2 kg rưỡi một con, hai con là gần 5 kg. Hôm nay mình tổ chức mình làm cái trận này là trận lớn luôn các bạn. Làm luôn hai con gà. Tiếp theo thì chúng ta chặt nhỏ con gà ra. Chúng ta khởi nguồn từ cái đầu với cái cổ, gà cổ không ạ. Cái này nếu mà mình nhìn cái phần sơ thịt mình biết là cái nào là gà vườn hay là gà công nghiệp không ba? Gà công nghiệp thì nó bở hơn, thịt nhỏ nhẹ hơn. Nhưng mà mình nhìn là mình bóp là mình biết thôi ba. Nó không có săn bằng gà vườn. Dạ. Thịt nó săn chắc và nó ít mỡ. Thịt ít mỡ nó bám mỡ dần dần, da nó mỏng. Cái mỡ là cái màu vàng hồi nãy không ba? Ừ. Là nếu mà gà công nghiệp là nó bám đầy luôn. Công nghiệp là nó bám cái này nó mỡ vàng luôn. Dạ dạ. Nó dày, da nó dày nữa. Dạ.
cái phần đó là phần thau câu nha các bạn. Cho nó ra ghè đầu tiên. Xương rất cứng. Con gà này cũng lớn tuổi phải không? Gà vườn nó. Gà vườn chắc. Dạ. Mình nhắc lại một số điểm mà các bạn để phân biệt gà vườn và gà công nghiệp các bạn. Nó là nó nhất là chắc. Các bạn gà thịt nó chắc với hay là cái mỡ của nó. Cái mỡ của nó nếu mà làm ra thì nó vàng khè, nó tống ngay cái thịt của nó. Cái qua các bạn thấy là đang thấy là coi như là thịt xương nó cứng quá cứng. Chặt mà tại ba mình phải dùng cũng nhiều sức lắm á, chặt nổi cái thịt. Xương nó rất là cứng. Bởi vì theo như chúng ta thấy thì chặt một con vịt á thì nó cũng rất là mạnh, con vịt con gà nó cũng rất là mạnh. Các bạn thấy nãy giờ chứ mình chặt mà được mấy con nửa con hả bạn? Chỉ mấy nửa con thôi các bạn. Bây giờ thì dịch vụ nó đều có. Thì nếu mà các bạn nào chặt không được thì các bạn cứ nhờ dịch vụ mà cái người mà làm lông á chặt luôn. Nếu mà nhờ người ta chặt vậy cái tiền phí nó có lên không bạn? Không. Dạ. Có nghĩa là tùy theo cái nhu cầu mà làm món ăn của mình thì mình sẽ kêu người ta chặt theo cái kiểu đó. Tiếp theo con gà thứ nhất thì chúng ta tiếp tục tới con gà thứ hai. Đó, chúng ta làm tiếp tục chặt tiếp con gà thứ hai. Con gà này thì nó hơi nhỏ hơn con gà kia chút xíu các bạn. Nhưng mình nhắc lại là nếu mà các bạn không chiên thì các bạn cứ nhờ cái chỗ mà mần gà bằng vịt người ta sẽ chặt giùm các bạn nha. Đây, sau khi mình chặt hai con gà xong, tiếp theo thì tới cái phần gì bạn? Sả. Sả. Sả này thì các bạn nên mua nguyên cây các bạn, vậy các bạn tự bầm nha. Ở như là ở chợ hay là ở một số trung tâm thương mại siêu thị này nọ, nhiều khi người ta có ướp này nọ mất công đó. Các bạn chỉ thấy được cái sản phẩm cuối cùng mà các bạn không có thấy được cái đó là đúng là sả không hay là người ta bỏ gì khác. Sả nhưng mà nó ướp cái bài cái tẩy vô để cho nó khi nó băm nó không bị đen, để nó bán cả ngày nó không có đen. Dạ. Yeah. Sả thì sả chứ không có gì khác. Đi mình bóc những cái phần rìa ở ngoài ra thì mình sẽ còn có được cái phần lõi ở trong.
đó. Đó là mạng cắt nhiễn. Mình sắc được khoảng 1/3 vừa qua phần góc các bạn. Tới phần ngọn thì nó thơm, mình nó dai, nó già. Dạ. Khi các bạn sắc nhỏ thì các bạn tiếp tục các bạn sắc thêm một lần nữa cho nó nhuyễn ra ba. Băm nhỏ ra. Sau khi các bạn băm chiều dọc thì các bạn băm theo cái chiều cái phương ngược lại vậy đó cho nó nhuyễn ra. Khi tới phần xả thì chúng ta tới phần củ hành. Củ hành tây ha bạn. Bạn sắc, sắc nha. Cái này mình cũng sắc nhuyễn cũng xả luôn hay sao bạn? Bầm á. Nhuyễn, bầm nhuyễn rồi ướp. Dạ. Một con gà mình chỉ sử dụng là như là một cái củ hành là được không bạn? Củ, một củ. Một củ hành là đủ không bạn? Cái này thì ở ngoài chợ người ta có sắc sẵn không anh? Có, mà cái này đơn giản, cần thiết. Dạ. Tiếp theo thì tới ớt. Mình cũng sắc nhỏ ra. Cho vào phần gà. Vô miếng ướp rồi chừa ngoài chút một tí xem mở cho nó thơm rồi đổ vô xào. Muốn muối vô nha các bạn. Rồi một muỗng canh đường. Một muỗng canh đường các bạn. Tại cái này mình sẽ dùng cái muỗng nhỏ bởi vì mình múc hơi bị nhiều lần nha. Sau đó thì các bạn cho một cái bịch bột cà ri vô. Đó. Con gà một bịch được rồi. Dạ. Các bạn thấy vàng kẹ không các bạn? Này giống như màu nghệ vậy ha. Đó, tiếp theo. Cái này thì các bạn có thể là như là ra ngoài chợ các bạn nói mua đồ ướp cà ri là người ta sẽ bán cho các bạn. Một cái bộ này là khoảng nhiêu tiền ba? Mười mấy ngàn, 20 ngàn. Dạ, là gồm hai món ha ba, là bịch bột với là cái hũ ha. Hũ thì nó thêm đậm đà thêm. Dạ. Một cái hũ to quá mà không được nhiêu đâu. Rồi nó bị dính ha.
hả? Mình đang dùng cái muỗng các bạn múc ra, tại chắc nó bị dính, đặt quá, kẹo quá nó bị dính này. Đó. Sau đó thì các bạn cho khoảng một muỗng canh dầu ăn vô, đó các bạn rưới rải đều ha. Rồi các bạn sau đó các bạn dùng đũa các bạn trộn đều lên, trộn đều cho cái phần gà của mình đó nó thấm đều những cái gia vị mà hồi nãy giờ mình đã cho vào đó. Cái lúc mình đổ cái đồ ướp cà ri vô thì mình đã nghe được cái mùi rồi các bạn, mùi cũng rất thơm. Tiếp tục thì chúng ta đập dài cái sả cây chúng ta bỏ vô các bạn. Đó, bạn chắc các bạn bỏ phần đít đi. Gốc. Gốc. Đó, bạn dùng cái mặt bên của con dao bạn đập. Bạn nát ra. Mục đích của mình làm cái này để chi ba? Thơm hơn. Cho thơm. Dạ. Và mình bỏ nguyên một cây sả vô luôn các bạn. Phần gốc ha. Phần dưới ha. Đó, bạn bỏ vô. Rồi. Các bạn trộn tiếp. Việc làm này thì giờ giúp cho cái món ăn mình nó trở nên thơm hơn. Các bạn cứ trộn đều. Sau khi trộn đều mình có để ngâm không bạn? Mình để ngâm một thời gian nửa tiếng. Dạ. Mình để hơn nửa tiếng cho nó thấm nha các bạn. Đây là sau này là mình chuẩn bị hai trái dừa to. Tiếp theo là thêm một cái nữa. Đó. Nồi lên, đó bạn đổ dầu vô. Mình đổ khoảng bao nhiêu bạn? Là hai muỗng canh thôi ba hay là một muỗng canh? Dạ. Các bạn đổ vô hai muỗng canh dầu nha. Rồi các bạn tráng đều vô cái đó. Phần sả nãy các bạn bầm nha, các bạn cho vào. Mình cần cháy cho nó vàng không ba hay cho hơi vàng vàng. Dạ. Vàng vàng để thịt luôn. Và nó săn chín hết một lớp ngoài để nước vô. Đó các bạn cho nước dừa vào nha các bạn. Đó. Rồi. Đó, dừa sắp thịt rồi. Mình canh cũng hay quá bà ha. Mình canh nó dừa luôn mà. Đó. Thì mình để vậy là có mình còn cần nêm nếm gì đó không bà? Xong sau khi sôi lên rồi đường chín nêm lại một lần nữa.
Mình nêm này mình nêm bằng gì bạn? Nêm bằng nêm cân muối. Dạ. Đường, muối nó vừa ăn. Sau khoảng thời gian 30 phút thì các bạn có thể thấy cái nồi gà nấu cà ri của mình đang rất là sôi. Bây giờ thì chúng ta múc ra tôm. Thịt nó mềm mà. Dạ. Các bạn thấy là rất là vàng, có một cái màu vàng rất là đẹp, rất là thơm các bạn. Nó dậy lên mùi là cái mùi xả là nhiều, mùi xả với mùi cà ri là nhiều, nhất là mùi xả. Đó, các bạn chan nước vô nữa. Để thêm phần đẹp mắt thì chúng ta cho một số ngò củ hành lên món ăn. Xin cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về món ăn này, các bạn cứ comment ở dưới video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Xin cảm ơn.